Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với Trúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã xem những cái video của mình, những cái video hoạt động của gia đình mình, đăng ký kênh và like ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì mình có một chuyện nho nhỏ của gia đình muốn chia sẻ với mọi người. Đó là cái việc mua hàng trực tuyến trên website của Costco. Như các bạn đã biết là Costco bán hàng là một hệ thống bán hàng rất là uy tín. Và xưa giờ gia đình mình thì chỉ có mua tới cửa hàng mua thôi, thậm chí những cái món đồ lớn giống như là TV rồi nệm thì cũng tự chở về. Thì nếu mà các bạn mua những cái món hàng mà nó nằm ở cái cửa hàng của Costco thì các bạn phải tự mướn xe chở về, chứ nó không có giao hàng. Còn nếu mà các bạn mua trên hệ thống trực tuyến á, thì nó mới có giao hàng. Thì hôm bữa cách đây khoảng 15-16 ngày trước, gia đình mình tủ lạnh bị hư. Tủ lạnh lớn bị hư, nó không có chạy được cái hiệu LG. Thì tủ xài cũng được 8 năm rồi thì thấy cũng lâu rồi, mà mình cũng sửa những cái lặt vặt mình có thể sửa được nhưng mà nó cũng không có hoạt động lại, cho nên quyết định mua tủ lạnh mới. Thì mình có đi tham khảo Best Buy và Costco. Thì Best Buy á, họ bán rất là nhiều model, họ trưng bày ở tiệm rất là nhiều, mình có thể xem và tham khảo và có thể hỏi những cái người mà kỹ thuật viên họ phân tích là ở cái nào mình nên mua và phù hợp với mình. Nhưng mà giá của nó rất là cao hơn Costco từ 200-500 đô cũng có, và họ tính rất là nhiều phí giao cho mình nè, rồi phí kéo cái tủ lạnh cũ dục cho mình cũng tính nè, rồi phí đi cái đường nước cũng tính, thì tổng cộng gần đâu khoảng 200 đô á. Thì mình mới mở cái website của Costco ra so sánh thì Costco rẻ hơn rất là nhiều. Và Costco họ có tính luôn là những cái phí lặt vặt họ tính miễn phí hết, bao gồm luôn. Thì quyết định là về nhà đặt ngay cái tủ lạnh của Costco trả tiền liền luôn. Và nó cho mình cái ngày hẹn là 10 ngày sau. Thì mình rất là bất ngờ, tại vì cái ngày hẹn nhìn mình rất là lâu mà không có tủ lạnh thì rất là phiền phức. Đồ ăn trong tủ lạnh cũ của mình rất là nhiều luôn, thì mình phải mua đá để ướp trong cái tủ đá, trong cái khu lợ. Thì chờ đến mòn mỏi đến 8 ngày, đồ ăn từ từ vơi đi, rồi vừa hư vừa ăn, phải ăn bớt, nấu rồi nồi lớn không để ăn cho hết đồ ăn. Thì 8 ngày sau nó gọi lại, nó nói là cái tủ lạnh LG của mình, cái hãng LG không có cửa tủ vô Costco cho họ, và bây giờ họ không có biết ngày nào giao cho mình, không một câu trả lời chính xác là ngày nào giao luôn. Thì mình rất là bất ngờ, thì mình nghĩ mình mua đồ trên Costco thì nó phải có ở cái warehouse, cái kho của nó thì nó mới đăng lên website đúng không các bạn? Chứ không lẽ nó cứ đăng lên tùm lum tùm la mua đồ mà tới hồi người ta đặt mua cứ lấy tiền người ta rồi là chưa chắc là có tủ lạnh cho mình hay không, rồi chờ 18-9 ngày rồi nó không có. Sau đó cái gọi qua gọi tới gọi lui hoài 2-3 người, thì có một người họ hứa là họ sẽ liên lạc với mình khi tủ lạnh tới kho, rồi họ sẽ cho giao khẩn. Tại vì nó nói là một khi cái tủ lạnh của mình từ LG tới cái kho của Costco thì phải chờ thêm vài ba ngày nữa thì tủ lạnh mới tới, thậm chí cái tuần lễ. Các bạn xem có tức không? Thôi giờ lỡ trả tiền rồi bây giờ làm sao giờ? Bây giờ nó kêu mình lên website của nó chỉ cho mua những cái tủ lạnh nào mà chắc chắn đã có ở kho Costco rồi. Thì mình mới hỏi là thời gian chờ bao lâu, có mình tưởng chờ chừng 1-2 ngày có, ai dè cũng phải chờ thêm một tuần lễ nữa. Thôi vậy mình phải chờ luôn cái tủ đầu tiên của mình. Và các bạn biết bao lâu nhà mình mới nhận tủ lạnh được không? 2 tuần lễ sau mới nhận được tủ lạnh đó các bạn. Và hả, họ cho cái thời gian giao tủ lạnh họ thay đổi xanh xoạch 3-4 lần luôn. Nếu mà mình đi làm thì làm sao mình ở nhà mình nhận tủ lạnh được. Cho nên mình hả, có một cái kinh nghiệm chia sẻ với các bạn là các bạn mua món hàng trên Costco, khi các bạn cần gấp thì các bạn nên gọi điện thoại cho dịch vụ khách hàng hỏi là chắc chắn là cái món hàng đó đã có ở cái kho chưa, hay là bây giờ nó nằm ở đâu, họ không có sản phẩm đó thì các bạn đừng có nên mua nếu mà các bạn cần gấp nha. Ok, một chút chia sẻ với mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip sau nha. Bye bye. Này, buổi sáng mới 6 giờ sáng họ gọi ngược xuôi vậy. Họ kêu hai vợ chồng mình chuẩn bị 15 phút nữa họ giao hàng này mọi người. Đó, cái tủ lạnh từ trên cái xe tải rất là to và họ khui thùng ở ngoài đường luôn. Lạnh mới của mình là tủ lạnh LG luôn mọi người. Và cái tủ này á, thì nó cái ngăn đá nó nằm ở dưới á mọi người, ở trên thì nó liền nhau cho nên được cái không gian rất là lớn. Đây là cái ngăn đá ở dưới nè. Đó, bây giờ hai vợ chồng bắt đầu hả gỡ siêu nè, ta nói siêu khắp nơi.
của ông xui chứ của tôi ngày nó giao. Có tủ lạnh mới xong hai vợ chồng mình đi ăn quán Cả Cần nè mọi người. Quán này là quán Cả Cần, có cả bánh bao và hủ tiếu mà mình không biết là cái này có chính gốc từ Việt Nam, bánh bao Cả Cần hay không. Nhưng mà bánh bao cũng ngon á mọi người. Hủ tiếu ở đây mình thích hơn ăn bánh bao nha. Đây là mình ăn Hoàng Thánh nè. Còn chồng mình ăn hủ tiếu khô mà cái hủ tiếu ở đây họ xài cái sườn á, cái sườn non á. Thay vì cái thịt nạc á, ăn nó đỡ ngán mà nó ngon rất là nhiều. Đó, cái nước sốt hủ tiếu rất là ngon luôn. Tuy là tiệm bánh bao nhưng mình thích ăn hủ tiếu ở đây. Mọi người, cái kem cà lem của Hàn Quốc á, Melona đang sale nè mọi người. 3.50 đồng lận nha. Đó, mà kem này rất là ngon luôn, ăn liền luôn, hết hàng rất là nhanh. Mọi người nào gần Costco chạy ra mua liền nha, các bé rất là thích. Kem này cũng sale nè. Hôm nay xin mời mọi người cùng theo chân với gia đình mình đi biển nha. Hôm nay mình đi biển Laguna Beach luôn, nhưng mà mình đi cái Hazler Park. Các bạn thấy cái đoạn đường đi rất là đẹp hay không? Hôm nay nhà mình đi cái đoạn đường nó hơi khác một tí, đi xuyên qua những cái đồi núi á mọi người. Xung quanh là núi nè, Cali rất là đẹp, núi khắp nơi, biển khắp nơi. Cho nên là mình rất là thích Cali các bạn. Đây cái đường chạy xuyên suốt qua những cái đồi núi, hai bên hông là có những cái mảng cỏ xanh hoặc là những mảng thảm hoa các bạn. Cái mùa này hoa nở rất là nhiều. Mình đi lên một cái con dốc này mọi người, sau quay phim lên nhìn nó không có cao á, chứ ở ngoài là nó thẳng đứng lên luôn á mọi người, nhìn thấy rất là sợ luôn á. Rồi bây giờ gia đình mình đã tới cái địa điểm là Hazler Park. Cái park này nó trải dài theo cái bờ biển á, cái biển này là Laguna Beach luôn mọi người. Đây đi, nắm tay luôn mình. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với Chúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay cả nhà mình đi một cái park sát cái biển gọi là Hazler Park mọi người. Đó, cái này biển Laguna Beach nha mọi người. Wow, cái park này á, là 11 năm rồi hai chồng mình mới quay lại á. 11 năm trước là chưa có hai đứa nhỏ. Ồ, đẹp không mọi người? Wow, đẹp quá. Wow, hôm nay biển động ha. Biển động quá. Wow. Có một tấm biển dưới rồi, trời lạnh. Ui, đẹp quá. I wish I went here with the suitable. Bãi biển này mấy người trẻ tuổi thích tắm lắm. Trời ơi nó lạnh nhưng mà người ta tắm kìa. Trời ơi ở trên bờ mà còn lạnh như xuống nước, lạnh gấp đôi.
This 11 years ago, I was here with Daddy. Một năm trước. Oh yeah. How many years I haven't seen it? Wow, đẹp quá. Kìa kìa. Quét ướt rồi. Có thế đẹp quá. Trời ơi, cái bát đá này đẹp quá. Ok, yeah, turn around. Turn around the rock. Yeah, được. Biển này các bạn mấy bạn trẻ thích nè. Nó nhỏ 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 đi không à. Nếu nghiên cứu gì cho mấy cái hang. Có gì chẳng không? Có cua có gì chẳng không? Ú, ê, trộn những cái hang sâu đi luôn á hả? Wow. Wow, có cái hang kìa. Wow. Ở trong tuốt có trồng chung vô luôn nha. Mang quốc cao đi xuống biển hả? Từ lúc muốn quẹo giò luôn mọi người ơi. Cindy giỏi lắm nha, Cindy là hả? Tương lai là giúp mommy làm camera nha, cháu đây là sao? Tìm tòi vậy chứ.
tắm spa. Đẹp ha, ở đây chụp hình cưới mẹ ha. Ở Cali á mọi người, chỉ có mò những cái khu mua sắm á là nhà mình đi đi tới đi lui nhiều thôi, chứ còn biển á hả, thấy không, có nhiều cái biển mà mười mấy năm rồi mới quay lại mà ha, lần nào đi là cũng đi biển mới chứ bộ. Cho nên ở Nam Cali biển nhiều lắm mà biển đẹp không à. Đó, chỗ này mà 11 năm rồi mới đi quay lại đó, còn nhiều chỗ lắm, chưa lâu lắm mà chưa có đi, mai mốt sẽ có dịp đi quay lại cho mọi người xem. Ni 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 sóng mạnh kìa. Rong rêu mọi người chứ không phải là rác nha. Biển bên đây sạch lắm, không có rác nè, sạch sạch lắm. Có sóng lớn biển động quá là rong rêu nó tạt vô. Chân co chân rồi. Yeah. Chú bên kia đẹp lên. Cali với là hả, biển mà lạnh gió mưa hay sao lúc nào cũng có người đi biển á mọi người. Đó, mùa đông nhiều khi lạnh ngắt vậy đó mà hả, đi ra biển lúc nào cũng thấy cũng có người đi đi ra biển chơi, rồi dựng lều rồi tắm biển rồi hả, cắm trại rồi rước sóng. Mà hả, nước biển ở Cali rất là lạnh nha mọi người, không có ấm như biển ở Việt Nam mình đâu. Nhìn nó ở trên bình thường hay sao nó lạnh như nước đá vậy đó. Dominic. Wrapping up there with Brittany. Lớn quá chị lớn. Mày chồng mình đi ra biển. Wow, cái này nước sống là đã luôn hả? Nãy thấy họ nước nhiều lắm mà ở bên kia không? Cây lên trên là có cái thoát này mọi người, có restroom luôn. Cái mùi này ghê quá. Wow, những nơi đẹp không?
có cái cỏ nè. Nice. I feel like I'll just... Okay, rồi. Nè nha. Oh my god, what is that? Hả? Oh, well. I think it's a robot. Also, can I take on my jacket? No, mặc đi. Wow, đẹp chưa? Bông đẹp quá. Cảnh quá đẹp luôn. Đẹp không? Can I take a picture of it? The flowers? Không muốn chụp hả? Các bạn cứ nghe mình nói đẹp quá liên tục cho mắc cười lắm ha. Tại vì hôm nay trời nó không có nắng, không có cái mảng xanh của bầu trời á, cho nên quay phim lên nhìn vô điện thoại nhìn cũng có được đẹp như ở ngoài đó. Mà khi mà có nắng lên nó có cái, khi mà có nắng trời nó xanh thì sẽ thấy nó hài hòa hơn là hôm nay mình quay lên mà hình nó hơi xám á, cho nên mọi người thông cảm nha. Cứ thấy mình khen đẹp ngoài mà không thấy đẹp gì hết trơn đúng không? Nhưng mà các bạn có thể hình dung được là nếu mà có nắng thì cảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Rất là mát mọi người. Nãy mới tới thì lạnh, bây giờ mát rồi. Đẹp quá. Tommy. Thấy mấy cái cây xương rồng này nó đẹp không? À, cái này là sen đá không ta? Ồ, con nó tốt kìa. Nó quá trời khổng lồ luôn rồi mọi người. Wow. Đây, cái bông giấy nè. Wow, đẹp quá mọi người. Ít cô dâu chụp hình nè. Đẹp luôn. Wow. Sắc chưa? Quá xuất sắc. Nhìn như mình đang ở một cái đảo vậy luôn. Cái này gọi là cái gì vậy ta? Quên rồi. Đây đi. Cái game này là law bowling. Yeah, lawn. À, bowling trên mặt cỏ. Đẹp quá.
Nhà đẹp mọi người. Nhà ở đây hàng chục triệu đô. Nó đẹp. Ô kho. Nhà cũ à. Sao đẹp quá. Yeah, vintage. Yeah. Very good work choosing. Okay. Bây giờ nhà mình đi ăn ở Rookie nha mọi người. Rookie là một nhà hàng Mỹ. Và ở khu biển nào cũng có hết á. Ồ, đẹp không? Có mấy chiếc xe cổ không? À, nhà dễ thương quá ha. Rồi, mấy chiếc xe cổ. Những cái cửa giống như Overlap. For the whole family? Yeah. Daddy, cái menu này nhiều hơn ở trên South Coast Plaza. What? Yeah, this is more choice than Ruby and South Coast Plaza. Yeah. You want kids menu or you want to choose the real deal? Real deal. Okay. Những chiếc xe mobile mọi người. Đó, chiếc xe đạp mà có cái bình xăng này. Cái nhà hàng này dễ thương quá mọi người. Đây là mình nhìn thẳng ra biển luôn nè. Đây là một cái nhà hàng rất là Mỹ. Ở đây mình bên kia là biển nè. It's for me, thank you. Wow, Chinese salad. Baby cheeseburger, is that you? Oh yeah, it's the yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, this is pretty loud. It's the super burger with cheese fries. Okay, thank you. Look good, Dominic. Oh, phần ăn có đông nước ngon quá. Này là salad kiểu Trung Hoa của mình. Của Daddy là cái gì? Oh, yummy. Mời mọi người. Yummy. Có hoành thánh chiên, có ức chuông, có ức gà chiên, ức gà nướng. Wow, dễ quá trời. Yeah, bên đó bên Mỹ cứ đồ Việt, đồ Tàu, đồ Thái là Chinese food hết. Thật rất ngon không? Ngon quá. Ngon. This burger is good, honey. Ừ. Ớt chuông vô ăn ngon quá, thơm. Crunchy hả Dominic? Giòn ghê. I wanted to tell the boys.
Ngon không? Hết. Khách quen nhìn nữa. Ngon. Trên lầu này mọi người. Hi. They had a kitchen up. Yeah, nó có máy hít mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của mình nha. Nếu các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì, nhớ để lại trong phần bình luận. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người sau.